Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có hành động khác lạ tại đêm hội Weibo 2023. Vào ngày 13 tháng 1 năm 2024, sự kiện cuối năm lớn nhất làng giải trí Hoa ngữ, đêm hội Weibo 2023 do Sina tổ chức đã chính thức diễn ra, với sự đổ bộ của dàn sao nức tiếng như Dương Mịch, Đường Yên, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc. Sau đêm hội, dân tình bắt đầu có thời gian và tư liệu để thảo luận nhiều hơn về những sự việc diễn ra trong suốt đêm hội Weibo 2023 và vô tình phát hiện ra hành động đầy đồng điệu, tâm ý tương thông của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, couple có lượng fan hùng hậu và nổi bật màn ảnh nhỏ suốt nhiều năm qua, kể từ ngày Trần Tình Lệnh lên sóng. Theo đó, trong khi diễn ra hoạt động các ngôi sao ký tên tại bức tường đã được ban tổ chức sắp xếp sẵn, Vương Nhất Bác là người tới ký tên đầu tiên, sau đó mới đến Tiêu Chiến. Trùng hợp thay, Vương Nhất Bác lại chọn đúng vị trí phía trên hình trái tim và nốt ruồi mà Điền Hi Vi vẽ từ trước. Đợi tới lượt Tiêu Chiến, sao Nam Ngọc Quốc Giao không cần suy nghĩ quá nhiều mà ký tên ngay bên cạnh chữ ký của Vương Nhất Bác. Hành động này của couple Bác Quân Nhất Tiêu khiến fan couple đứng ngồi không yên, cảm thấy vô cùng thích thú. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lần đầu hợp tác trong bộ đam cải Trần Tình Lệnh lên sóng năm 2019. Bộ phim đã giúp tên tuổi hai sao nam gia nhập hàng ngũ đỉnh lưu chỉ trong một thời gian ngắn. Không chỉ riêng bộ phim gây sốt màn ảnh trong và ngoài đại lục suốt từ ngày này qua tháng nọ, mà bản thân Tiêu Chiến, vai Ngụy Vô Tiện và Vương Nhất Bác, vai Lam Trạm cũng xuất hiện dày đặc trên các trang mạng xã hội, phương tiện truyền thông. Gần 5 năm trôi qua, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đã đứng vững gót chân trong làng giải trí Hoa ngữ, lượng fan, giá trị và tài nguyên đều hùng mạnh, khiến nhiều người phải đỏ mắt ghen tị. Song, cũng kể từ khi Trần Tình Lệnh hạ màn, một vài năm trở lại đây, dù mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn tốt, nhưng họ đã không còn tương tác, thân thiết, hay nhắc về đối phương trước giới truyền thông. Chẳng cần nói đâu xa xôi, suốt cả đêm hội Weibo 2023 diễn ra, cả hai chưa từng bị bắt gặp cảnh mặt đối mặt tương tác trực tiếp với nhau lần nào. Lại xuất hiện thêm một phiên bản tiểu long nữ khiến dân tình xôn xao, còn lâu mới vượt được Lưu Diệt Phi. Thần Điêu Đại Hiệp của Kim Dung là một trong tiểu thuyết được chuyển thể thành phim nhiều nhất trên màn ảnh Hoa ngữ, xoay quanh chuyện tình tiểu long nữ và Dương Quá. Giữa các mối ân oán giang hồ, các diễn viên Trần Ngọc Liên, Lý Nhược Đồng, Lưu Diệt Phi từng thành công với vai tiểu long nữ. Trong thời gian tới, vũ trụ võ hiệp Kim Dung tiếp tục đón chào một dự án mới là phim điện ảnh Thần Điêu Hiệp Lữ. Vừa qua, dự án đã tung ra tạo hình đầu tiên của dàn nhân vật. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, Dương Quá và tiểu long nữ thành tâm điểm bị soi vì vẻ ngoài thua xa những bản trước. Cụ thể, nữ diễn viên vào vai tiểu long nữ là Hoa Khôi Giản Đường, sinh năm 2001, Vương Tử Thuần. Trước khi công bố tạo hình, cô được kỳ vọng rất lớn bởi sở hữu vẻ ngoài thanh thuần, ngọt ngào đầy tiên khí. Cộng đồng mạng đánh giá, Vương Tử Thuần sở hữu vẻ ngoài thoát tục, có nét pha trộn giữa Lưu Diệt Phi và Lương Lạc Thi. Dù chưa đóng phim, nhưng nhờ có ngoại hình đẹp, Vương Tử Thuần cũng được nhiều nhãn hàng mời làm người mẫu quảng cáo. Tuy nhiên, ảnh nhá hàng đầu tiên của cô khiến ai nấy thất vọng. Nhiều cư dân mạng cho rằng, tạo hình tiểu long nữ lần này không mang nét tươi trẻ mà u sầu, thậm chí bị đánh giá khá đứng tuổi. Nếu so với Lý Nhược Đồng hay Lưu Diệt Phi, tạo hình kém hơn nhiều bậc. Vương Tử Thuần sinh năm 2001, là hot girl mạng nổi tiếng từ khi mới 15 tuổi. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m73, thân hình quyến rũ, đôi chân thon và gương mặt hài hòa. Năm 2016, Vương Tử Thuần chia sẻ bộ ảnh học sinh của mình và được khen ngợi nhờ ngũ quan thanh tú, phong cách trong sáng, đáng yêu. Từ đó, Vương Tử Thuần trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. Năm 2020, người đẹp thế hệ 2K thi đỗ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Trung Quốc với điểm nghệ thuật đứng thứ 5 toàn quốc. Ngoài ra, cô được mệnh danh là Hoa Khôi Giảng Đường của học viện với ngoại hình đẹp nổi bật. Trường Tương Tư 2 của Dương Tử là đối thủ mạnh của màn ảnh Hoa ngữ đầu năm. Trường Tương Tư 2 do Dương Tử đóng chính là một trong những bộ phim Hoa ngữ được mong chờ đầu năm 2024. Theo nhà sản xuất, phim dự kiến lên sóng vào tháng 1 hoặc tháng 2 của năm 2024. Vậy điều gì khiến Trường Tương Tư 2 được xem là đối thủ mạnh của các tác phẩm khác nếu chiếu cùng thời điểm? Sức hút của phần 1. Phải nói rằng Trường Tương Tư 2 sở hữu nền tảng tốt khi phần 1 của phim đã gặt hái nhiều thành công. Theo đó, bộ phim đạt đến 7.8 điểm đu ban. Đây là điểm số khá cao so với những tác phẩm cổ trang Hoa ngữ hiện nay. Ngoài ra, phim chiếm giữ vị trí thứ nhất trong danh sách 10 phim có nhiệt độ cao nhất trên nền tảng Tencent năm 2023 với 33.144 điểm nhiệt vào thời điểm phát sóng. Thành công của phim đã giúp loạt các tên như Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ có nhiều bước tiến trong sự nghiệp. Theo đó, khán giả đánh giá Trường Tương Tư phần 1 mang đến cốt truyện mới lạ hơn,
không bị rập khuôn với các phim Hoa ngữ khác. Chính vì thế, từ bước đà của phần 1 khiến cho Trường Tương Tư 2 được mong đợi khi lên sóng. Sức hút của Dương Tử. Phần 2 của phim sẽ xoay quanh từng bước thực hiện kế hoạch trả thù Đồ Sơn Cảnh của Thương Huyền, còn Tương Liễu chết trận, sau những hiểu nhầm, Tiểu Yêu quy ẩn giang hồ cùng Đồ Sơn Cảnh, Thương Huyền dùng hết tâm lực vào việc trị quốc, bởi Thương Huyền cho rằng chỉ khi đất nước thái bình, thì Tiểu Yêu mới có cuộc sống hạnh phúc, bình yên. Phải nói rằng thành công của Trường Tương Tư phần 1 có công rất lớn của Dương Tử, cô không chỉ được khen diễn xuất tiến bộ, mà ngoài ra còn góp phần kết nối các tuyến nhân vật lại với nhau thông qua vai diễn Tiểu Yêu. Không ít khán giả cho rằng, nữ diễn viên đã lấy lại phong độ với Trường Tương Tư sau loạt thất bại từ các dự án cổ trang lẫn hiện đại trước đây. Ngoài ra, một điểm cộng rất lớn từ phía đoàn phim là phục trang trong phim được đầu tư khá tốt, thậm chí, một số hình ảnh hậu trường phần 2 vừa hé lộ, Dương Tử cũng được khen ngợi về tạo hình. Không có nhiều phim đủ mạnh để cạnh tranh. Nếu Trường Tương Tư 2 lên sóng đúng thời điểm dự kiến là vào tháng 1 này, hoặc thậm chí là tháng 2 tới, thì khả năng cao phim không gặp nhiều đối thủ quá mạnh. Trong khi đó, đối thủ lớn nhất của Trường Tương Tư 2 dự kiến là Mộng Hồi Triều Ca của Ngô Cẩn Ngôn. Tuy nhiên thời gian qua, phong độ của người đẹp họ Ngô không quá tốt, nên rất khó để Mộng Hồi Triều Ca có thể trở mình trước sức hút của Dương Tử và Trường Tương Tư 2. Đặc biệt, sau khi phần 1 kết thúc, nhiều tình tiết của Trường Tương Tư phần 1 còn bỏ dở, khiến không ít người xem nóng lòng theo dõi và chờ đợi phần 2 lên sóng. Có thể thấy, Trường Tương Tư 2 được xem là bom tấn đáng xem của màn ảnh Hoa ngữ đầu năm. Bom tấn cổ trang chưa lên sóng đã bị chê thậm tệ, dàn nam thần bị dìm nhan sắc vì trang điểm quá lòe loẹt. Mới đây, một số tài khoản trên mạng xã hội Weibo đã chia sẻ nhiều hình ảnh hậu trường của Thủy Long Ngâm. Đây là dự án cổ trang được đông đảo khán giả chờ đón, quy tụ dàn diễn viên đình đám với những cái tên như La Vân Hy, Lâm Duẩn, Trần Giao, Tiêu Thuận Nghiêu, Từ Chính Khê, Bao Thượng Ân hay Ngao Tử Dật. Tuy nhiên, bên cạnh sự hào hứng của người hâm mộ, một số netizen phàn nàn về khâu trang điểm của dự án. Nhiều người cho rằng, tạo hình các nhân vật quá diêm dúa, lòe loẹt, đặc biệt là những vai nam. Họ nhận xét đây không giống một bộ phim, mà trông như các video cosplay trên Douyin hơn. Một khán giả thậm chí cho biết, mẹ của người ấy không nhận ra nam chính La Vân Hy, dù trước đó rất yêu thích anh này với màn thể hiện trong Trường Nguyệt Tẩn Minh. Một số bình luận của netizen, không biết vào phim nhìn có đỡ hơn không, chứ nhìn thế này tôi không nhận ra Phương Dật Luân, hôm nọ có bay đăng ảnh mới biết, này thì biết là tạo hình không do diễn viên quyết định rồi. Diễn viên nam đánh màu son còn đậm hơn nữ, riết như tuồng, nam trang điểm đậm nhìn cứ như con gái Á, nói chung nhìn khó chịu. Thủy Long Ngâm là dự án thuộc thể loại cổ trang võ hiệp của Đài Hồ Nam sản xuất, được chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Kiếp Mi của tác giả Đằng Bình, kịch bản lấy bối cảnh sau khi tên đại ác ma Diệt Ma, giáo chủ Cực Lạc giáo bị tiêu diệt. Tuy nhiên, các thế lực quái ác trên giang hồ không vì thế mà biến mất hoàn toàn. Cuộc sống kín tiếng của An Dĩ Hiên sau khi chồng bị kết án 14 năm tù. Doanh nhân Trần Vinh Luyện, chồng của nữ diễn viên Đài Loan An Dĩ Hiên, đã dính líu đến cáo buộc với loạt tội danh như rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập và cầm đầu tổ chức tội phạm từ tháng 1 năm 2022. Anh và đồng phạm bị buộc tội tổng cộng 83 tội hình sự. Sau khi bị bắt, Trần Vinh Luyện bị kết án sơ thẩm 14 năm. Trần Vinh Luyện và Châu Trác Hoa, giám đốc của công ty Sun City, trước đây đều được biết đến là ông trùm sòng bạc. Giờ đây, Châu Trác Hoa cũng bị buộc tội 289 tội danh và bị tòa án Ma Cao kết án 18 năm tù. Trung Quốc đại lục đã liệt kê đây là một trong 10 đại án lớn nhất, và các phương tiện truyền thông chính thống thậm chí còn tiết lộ chi tiết về vụ án. Châu Trác Hoa là doanh nhân giàu có nổi tiếng ở Ma Cao, được mệnh danh là vua con trong lĩnh vực kinh doanh sòng bài. Sau ông trùm quá cố Hà Hồng Sơn, không chỉ là ông trùm cờ bạc ở Ma Cao, Châu Trác Hoa còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh về điện ảnh và truyền hình. Năm 2007, công ty Sun City do Châu Trác Hoa làm CEO được thành lập, sau đó sản xuất nhiều phim điện ảnh, truyền hình. Tuy nhiên, nhiều người đặt nghi vấn Châu Trác Hoa thành lập Sun City để lướt bóng mở sòng bạc ở Trung Quốc đại lục. Chồng của An Dĩ Nhiên là Trần Vinh Luyện, cũng bị điều tra mở sòng bạc trái phép ở Trung Quốc đại lục và có bắt tay với công ty của Châu Trác Hoa. Sau khi trải qua một số phiên xử điều trần, hiện vẫn chưa rõ Trần Vinh Luyện có nộp đơn kháng cáo hay không. Tuy nhiên, theo truyền thông, kể từ khi chồng bị bắt, An Dĩ Hiên đã phải đối mặt với những khó khăn mà chồng gặp phải. Trong thời gian Trần Vinh Luyện bị xét xử, không người nào, kể cả vợ anh là An Dĩ Hiên, dám xuất hiện tại tòa vì e ngại truyền thông. Một người bạn cho biết, An Dĩ Hiên thường bỏ ăn, khóc một mình, dù đau khổ, cô phải luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt con và cha chồng. Hiện tại, nữ diễn viên hiện sống tại Đài Loan, Trung Quốc, cùng hai con và đang rục rịch quay lại làng giải trí để kiếm tiền. Nữ diễn viên được cho là đã cắt đứt liên hệ với chồng,
Trần Vinh Luyện và gia đình chồng. Mới đây nhất, cô đã xuất hiện trong một sự kiện livestream của bản thân. An Dĩ Hiên mặc trang phục trẻ trung, phối váy ren cùng búp cổ cao. Khán giả dễ dàng nhận ra cô chưa thoải mái khi công khai lộ diện trước truyền thông. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.